xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi trận tứ kết hai trong khuôn khổ giải quần vợt tranh cúp xây dựng Hoàng Thiên Nam mở rộng. Như vậy là trận đấu đã được bắt đầu. Game bóng đầu tiên thuộc về Phong Bình và Châu Đồng Nai. Phong Bình là một tay vợt đến từ Đà Nẵng và quê tại Nghệ An. Và Châu Đồng Nai, như chúng ta đã biết rồi, cặp đôi này đã có một trận đấu rất như đi vào lịch sử với những loạt tie break đầy cam go ở vòng 1-8. Bóng ao 30-0. Và đối thủ của Phong Bình và Châu Đồng Nai đó là các tay vợt Trịnh Hoàng Hiếu và Sơn Mới Cọc, cũng là một đại diện của khu vực Tây Nguyên. Và bây giờ khán giả đã vây quýn sân trung tâm này rồi. Lối bóng 1. Trong ngày thi đấu hôm nay, các vật trận của nội dung 2000 có rất nhiều các cặp đấu phải bước vào loạt tie break đầy cân não. Và những luồng live stream liên tiếp gần 12 trận được live stream trực tiếp trong buổi sáng ngày hôm nay trên diễn đàn tennis Ban Mê. Và anh em ekip truyền thông Nova Media chúng tôi phải thay nhau để có thể tiếp cơm vào buổi trưa. Tiếc nuôi trên khuôn mặt của Phong Bình. 30 đều. Họ sẽ nỗ lực hết tất cả mọi sức lực để có thể giữ lại được game giao bóng của mình. Rõ ràng trước đó chúng ta có thể nhìn thấy Châu Đồng Nai đã bị dướng người qua. Và lời nhắn nhủ đến mặt nơ Phong Bình cố lên. Những cú giao bóng sấm sét của Phong Bình như một cú đại bác bắn bóng vậy. Smart khá nhẹ nhàng của Châu Đồng Nai. Rất đáng tiếc, quá cực kỳ đáng tiếc dành cho Phong Bình. 40 đều bóng vàng. Châu Đồng Nai đã phải nhắc nhở partner của mình là cứ từ từ thôi, hãy bình tĩnh. Đó chính xác là cú giao bóng sấm sét sở trường của Phong Bình. Và anh đã giữ lại được game giao bóng của mình. Cả hai đội đổi sân đổi giao bóng. Tất cả các khán giả, các vận động viên thi đấu các tỉnh điểm vẫn đang ở lại để theo dõi nội dung 2000. Và gần như vây kín canh sân. Chưa kể là một hàng vị trí ngồi ở phía sau đầy kín khán giả. Ta sẽ chờ xem game giao bóng thứ hai thì Sơn Môi Công hay Trịnh Hoàng Hiếu. Và chính xác như vậy là Hoàng Hiếu, hay có biệt danh là Hiếu Đen, chính là người giao bóng. Và như một lời bông đùa thì Hiếu Đen mà đi spa chỗ nào có thể trắng được cho Hiếu Đen thì chỗ đó sẽ phất lên nhanh chóng, có một làn da rám nắng cháy đen cực kỳ chất. Lối bóng 1 của Hoàng Hiếu. Quý vị đang được theo dõi nội dung các loạt trận tứ kết
đến siêu cấp 2000. Đáng tiếc cho cú đỡ bóng trên lưới của Sơn Mối Còng, bóng đã trúng vào cành vợt. Cú trả ra bóng của Phong Bình cũng nặng không kém. 0-15, trọng tài đã cho giao lại bóng 1. Bóng ngoài. 15 đều. Rất nặng và xoáy đến từ Hoàng Hiếu. Đây là loạt trận tứ kết của nội dung siêu cúp 2000. Bảy mươi lăm cơ hội để giữ game đấu, game giao bóng của mình đến từ Hoàng Hiếu. Cú giao bóng quá nặng của Hoàng Hiếu. 1-1. Cả hai đội đang đều sở hữu những khẩu pháo thần công, những khẩu đại bác bắn bóng. Quý vị cứ tưởng tượng xem trái banh nỉ này vào các tay vợt này thì xem, nó có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Game thi đấu thứ 3, Châu Đồng Nai là người cầm giao bóng. Return cực mạnh của Sơn Mối Còng. Lần này là Sơn Mối Còng đã lên tiếng. Ekip truyền thông Nova Media đã có những khoảng thời gian được giao lưu và chứng kiến Sơn Mối Còng thi đấu. Và thi đấu trong màu áo của Tennis Lâm Đồng. Công 30. Cú giao bóng xoáy của Châu Đồng Nai. Bóng ao. 0-40. Cơ hội bẻ break đến cho Sơn Mối Còng và Hoàng Hiếu. Chân. Quý vị có thể thấy tổ trọng tài của diễn đàn tennis ban mề bật lỗi rất sát sao cho tất cả các tình điểm. Mười lăm 40. Cố gắng giữ được game giao bóng của mình đến từ Châu Đồng Nai và Phong Bình. Bóng vào và như vậy là Phong Bình và Châu Đồng Nai đã không thể giữ được game giao bóng của mình. Lợi thế thuộc về Sơn Mối Còng và Hoàng Hiếu. Tỷ số được nâng lên là 2-1.
Game thi đấu thứ tư, Sơn Mối Còng sẽ là người cầm dao bóng. Quý vị và các bạn đang theo dõi giải quần vợt diễn đàn tennis bán bê mở rộng tại cấp xây dựng Hoàng Thiên Nam lần thứ tư năm 2022. Đây là các loạt trận tứ kết, đây là trận tứ kết 2 của nội dung siêu cấp 2000, một trong những giải đấu được quy tụ rất nhiều các vận động viên chuyên nghiệp đến phong trào với những trình điểm chất lượng của diễn đàn tennis bán bê, những trận cầu chất lượng. Sơn Mối Còng sẽ là người giao bóng. Cú return quá mạnh của Phong Bình. Tiếp tục là những cú backhand cực kỳ mạnh của Phong Bình. Tiếng cho Phong Bình thì cú đánh của anh lại cũng vào cạnh hơn, đi ra ngoài. Đó cũng là một trong những cú đánh sấm sét. Quá khó cho Hoàng Hiếu. 30 đều. Nếu giữ được game giao bóng này thì lợi thế lại nhiều hơn về Sơn Mối Còng và Hoàng Hiếu. Khi họ đã bẻ được rack ngày game thi đấu thứ hai. Quá năng của Phú Sử. Không phải, xin lỗi, đó là Châu Đồng Nai. Đã nhầm một chút xíu. Châu Đồng Nai có một cú trả bóng cực kỳ mạnh. Cảm xúc cuốn theo từng trái bóng làm chúng tôi phải phấn khích. Và không chỉ tìm truyền thông mà tất cả khán giả bên ngoài đều phải phấn khích. Thậm chí sự phấn khích đó không được hét lên được, thì mà phải giữ thinh lặng cho các cặp vận động viên thi đấu. Đó là một cú A đến từ Sơn Mối Còng. Nói về cái nickname này thì tất cả mỗi cú đánh của Sơn Mối Còng đều chỉ nhếch mép mà thôi. Và môi của anh chỉ cong lên một chút xíu cho những tất cả mọi biểu cảm ở trong sân. Cho dù đó là chiến thắng hay một cú đánh bóng thất bại. Quá đáng tiếc. Có những lời bình luận dí dòm là do Hoàng Hiếu cao quá, làm vướng đi cú đánh của Sơn Mối Còng. Cực kỳ đáng tiếc. Rõ ràng chúng ta có thể thấy nhiều khi cao to lại là một bất lợi. Và như vậy là Phong Bình và Châu Đồng Nai đã chính thức đòi lại được break đã mất trước đó. Trận cầu lại quay trở về vạch xuất phát với Phong Bình là người cầm dao bóng.
hơi vội vàng, hơi vội vàng, hơi vội vàng đến từ Châu Đồng Nai. Và Phong Bin nói với partner của mình là có thể bỏ những quả đấy và để em. Giả bóng double fold đến từ Phong Bin. Xin chào cô Si Nguyễn vừa tham gia luồng livestream này để cổ vũ cho các cặp vận động viên. Lối bóng 1. Phản xạ trên lưới tốt của Châu Đồng Nai. Quý vị và các bạn đang theo dõi loạt trận tứ kết nội dung siêu cúp 2 ngày được tổ chức bởi diễn đàn tennis Ban B, cái cúp xây dựng Hoàng Thiên Nam mở rộng. 30 đều rồi. Liên tiếp là những tình huống đòi và bẻ rách của các tay vợt. Phản xạ trên lưới của Châu Đồng Nai thì không thể phải bàn cãi. Cú thứ hai anh đã cứu cho partner của mình. Chính thức là Phong Bin đã giữ được game giao bóng của mình. Quý vị và các bạn đang theo dõi giải quần vợt diễn đàn tennis Ban B tranh cúp xây dựng Hoàng Thiên Nam. Chúng tôi gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ Kim Cương là công ty xây dựng Hoàng Thiên Nam. Cùng với diễn đàn tennis Ban B đã tổ chức một giải đấu cực kỳ uy tín, cực kỳ chất lượng, được xem là một trong những giải đấu lớn nhất tại khu vực Tây Nguyên tính đến thời điểm hiện tại về số lượng các vận động viên tham gia thi đấu, nội dung trình điểm cũng như là tổng giải thưởng. Một giải đấu quy mô được tổ chức bởi diễn đàn tennis Ban B, một trong những diễn đàn uy tín. Và quý vị đừng quên dành thời gian một chút xíu thôi để có thể bấm theo dõi fanpage diễn đàn tennis Ban B và game giao bóng thuộc về Hoàng Hữu. Cú smart lùi thành công của Sơn Mồi Cọc. Cả hai tay vợt này đang khoác một chiếc áo của team Thành Công Team và hy vọng với chiếc áo thành công họ sẽ thành công trong trận đấu này và có thể sẽ thành công trong giải đấu lần này ở nội dung siêu cúp 2000. Đây là hai lưới hai phong rồi và hai lưới đã giành chiến thắng. Những phản xạ tuyệt vời của Sơn Mồi Cong và Hoàng Hữu. Bốn mươi dao rồi,
40 rào. Cú rào bóng quá sấm sét. 3 đều. Hai game đấu gần nhất thì Phong Bin và Hoàng Hiếu đã có thể giữ được game ra bóng của mình. Game thứ 7, Châu Đồng Nai là người cầm ra bóng. Cú trả ra bóng quá mạnh của Sơn Mùi Cong. Đây chính xác là những người anh em Sơn Mùi Cong mà chúng tôi đã biết cách đây 2 năm tại Đà Lạt. Và sau đó thì Sơn Mùi Cong đã di chuyển về khu vực Đắk Lắk để tham gia các diễn đàn ở đây và sinh sống tại đây. Nỗ lực cứu bóng quá tuyệt vời. Out rồi. Cực kỳ đáng tiếc. Họ đang thi đấu như những chiến binh. Các bạn thấy gì chưa? Những cú return winner, những cú return winner của Sơn Mùi Cong. Chính xác là những cú đánh mang thương hiệu của Sơn Mùi Cong tại thành phố Đà Lạt mà chúng tôi đã từng biết đến. Những cú return quá mạnh đi. 15-30. Bóng ao. 30 đều. Có những thảo luận của Phong Bin và Châu Đồng Nai để có thể giữ lại được game giao bóng của mình. Xin chào Reno Nguyễn. Đã nhắn cho anh Bảo Trọng hãy lên sân. Nếu như quý vị ở gần sân, gần với khung sân Hoài Ân thì cũng có thể lên theo dõi những loạt trận tứ kết, bán kết và sắp tới là chung kết của nội dung 2000 siêu cúp được tổ chức tại diễn đàn của bờ tennis bán mê vũ double fort. Đáng tiếc dày quá hay của Hoàng Hiếu. Như vậy là Phong Bin và Châu Đồng Nai đã không thể giữ lại được game giao bóng của mình. Các bạn có thể xem lại cú đánh này, có thể xem lại một lần nữa sự máu chiến, máu lửa của Sơn Mùi Cong và Hoàng Hiếu. Họ đã cướp break thành công. Sẽ là bất lợi rất nhiều cho Phong Bin và Châu Đồng Nai khi mà ở game giao bóng thứ 8 này thì Hoàng Hiếu chính là người cầm giao bóng. Và như các bạn có thể thấy, với một chiều cao, với một thể hình săn chắc của Hoàng Hiếu thì sẽ một lợi thế cho cặp đôi này.
Xin chào anh Nguyễn Kim. Anh Nguyễn Kim đang dự đoán là sân Mê Công với Hoàng Hiếu thắng với tỷ số 6-4. Chúng ta sẽ cùng chờ xem dự đoán của anh Nguyễn Kim có chính xác hay không nhé. Và không phải, đó Sơn Mê Công là người ra bóng. Huấn luyện viên đã có sự nhầm lẫn một chút xíu. Chính xác là anh Bảo Trọng. Ban tổ chức của diễn đàn tới bạn bè đã phải thay bóng liên tục rồi. Cú giơ tay trước đó của Châu Đồng Nai khi mà cú đánh của anh có phần may mắn. Trọng tài giơ tay cho là bóng tốt. Cú return winner đến từ Phong Bin. Nó quá nặng đi. Không 30. Chính xác. Việc đột ngột đổi góc đánh đã mang lại hiệu quả cho Sơn Mê Công. Mười lăm ba mười. Và Phong Bin và Châu Đồng Nai đã quyết tâm phải đòi lại được rạch đá mất trước đó. Xin chào anh Bảo Trọng. Bảo Trọng đang nói điều mà gần như chúng ta đều mong muốn là những loạt trận tie-break kịch tính và đầy cần đảo sẽ được diễn ra. Wow, đến từ Hoàng Hiếu. Các bạn có thể thấy với một lợi thế chiều cao, sải chân sải tay cực kỳ dài của Hoàng Hiếu thì đó có một cú đánh đánh lừa được Phong Bin và Châu Đồng Nai. 30 đều. Gần 100 quý khán giả đang theo dõi trực tiếp trận cầu này trên diễn đàn Tennis Ban Mê. Và đừng quên chia sẻ luồng livestream này để chúng ta có thể cổ vũ nhiều hơn cho các cặp vận động viên. Màn solo của Sơn Mê Công. Và Hoàng Hiếu đã bắt bài. Phản xạ quá bén của Hoàng Hiếu. Giao bóng an toàn của Sơn Mê Công. Không thể cứu kịp rồi. Và chính xác như vậy là Phong Bin và Châu Đồng Nai đã đòi lại được break đã mất trước đó của mình. Tỷ số lại cân bằng 4 đều. Hoàng Hiếu và Sơn Mê Công tỏ ra cực kỳ tiếc nuối. Lợi thế dẫn trước đã bị đòi lại ngay. Thank you.
này nhăn nhó quá. Rõ ràng ở một trận cầu kịch tính của nội dung siêu cúp 2000 thì chúng ta cho phép tất cả các vận động viên, các tay vợt có quyền nhăn nhó, có quyền bực bội, có quyền thể hiện tất cả cảm xúc của họ, vì đó là tennis. Mỗi cú đánh của họ đều là sự quyết tâm. Chúng ta có thể xem hơn 200, 300 đến 500% sự quyết tâm của họ đặt vào từng trái bóng. Cú double fault của Phong Minh. Hơn 100 khán giả đang theo dõi và gần 100 khán giả theo dõi trực tiếp ở trên sân. Cú phản xạ trên lưới cực kỳ nhanh của Châu Đồng Lai. Không ít lần anh đã cứu partner của mình bằng những tình huống lên lưới như vậy. Dạ, xin cảm ơn anh Dương Bùi, chính xác. Nếu mà nhăn partner thì thực sự cũng không vui lắm và không hay lắm. Quá kịch tính, 30 đều. Pha lên lưới có phần may mắn của Sơn Mới Không, khi anh chỉ kịp dơ vượt ra để phản xạ mà thôi. Xin chào anh Toàn Lê, có lời nhắn nhủ là Phong Bin đánh lên tay quá. Quyết tâm giữ lại game giao bóng của mình. Không qua lưới, hơi vội vàng. Chúng tôi đánh giá đó là cú đánh hơi vội vàng của Châu Đồng Lai. Hai game bóng vàng liên tiếp. Bạn có thể thấy sự kịch tính của các loạt trận tứ kết. Chúng ta có hơn 120 khán giả đang theo dõi trên luồng livestream rồi. Lựa chọn một cú đánh an toàn đến từ Phong Minh. Tôi mua tổng là cứu được bóng. Quay bùng nổ rồi. Trước đó là một cú cắt bóng quá khó chịu của Sơn Mười Cổng. Sự tiếc nuối, cực kỳ tiếc nuối của Châu Đồng Lai cùng với là Phong Bình. Quá cảm xúc. Hai trận đánh bóng vàng liên tiếp, hai game bóng vàng liên tiếp. Chúng ta có thể thấy sự dũng mãnh, sự bình tĩnh của Sơn Mười Cổng với một đường cắt bóng ở game bóng vàng. Cắt bóng cực kỳ mượt, cực kỳ dẻo. Sẽ là khó khăn cho Phong Bình và Châu Đồng Lai ở game thi đấu thứ 10. Quá hấp dẫn. Châu Đồng Lai vẫn đang thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Một cú cắt bóng quá hiểm đến từ Sơn Mười Cổng. Cú cắt bóng nó cong hơn cả cái môi của anh vậy. Đây là điều mà chúng tôi nói sẽ là khó khăn khi mà ở game giao bóng quyết định này thì Hoàng Hiếu chính là người cầm giao bóng.
cộng 15. Bóng đã chạm vào đầu lưới. Cào bóng quá mạnh của Triệu Hoàng Hiếu. 15 đều. Những cú giao bóng cực kỳ mạnh của Hoàng Hiếu. Sự thấn thờ của Phong Bình. Hãy lấy lại tinh thần, hãy chiến đấu như những chiến binh nào. Lỗi bóng một. Ba mươi đều. Lời nhận định của anh Dương Bùi là quá hay. Đội thành công của huấn luyện viên nữ quá xinh đẹp. Chính xác, chúng ta đã từng thấy hình ảnh của huấn luyện viên nữ của team thành công. Chúng ta đã chờ xem cú đánh quyết định này. Sơn Mê Công không được rồi. Rất kịch tính. 3-4 game đấu liên tiếp, 4 game bóng vàng liên tiếp để cho các bạn thấy sự kịch tính cực kỳ kịch tính của các loạt trận của diễn đàn tennis bạn bè. Quá kịch tính. Thiên đường chỉ cách một bước chân. Cú giao bóng an toàn của Hoàng Hiếu. Và họ đã chính thức bước vào các loạt trận tiếp theo, loạt trận bán kết. Xin chúc mừng team thành công với một huấn luyện viên nữ cực kỳ xinh đẹp. Xin chúc mừng nỗ lực của Phong Bình và Châu Đồng Hải. Và cảm ơn quý vị, cảm ơn gần 140 quý khán giả đang theo dõi trực tiếp trận cầu này trên luồng livestream. Các bạn có thể thấy huấn luyện viên nữ xinh đẹp như thế này mà team thành công không chiến thắng nữa thì thôi. Sự nỗ lực của Hoàng Hiếu, họ chiến đấu như những chiến binh. Lần hiếm hoi chúng tôi thấy biểu cảm của Sơn Mê Công không còn cong nữa là một nụ cười. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở các loạt trận tiếp theo trên các luồng livestream của diễn đàn tennis bạn bè. Các quý vị đừng quên bấm theo dõi fanpage để được thông báo những luồng livestream được lên. Xin chào và hẹn gặp lại.